Mọi người, mình là siêu này anh nha. Thì trong quay trở lại video của mình, thì như các bạn đã tới đây thì mình chỉ muốn nói một điều, chính là tạm biệt. Mình chỉ muốn thông báo với bạn một điều rất quan trọng, đó là mình sẽ không còn sống ở đây nữa. Nói chung thì mình biết đây là một chuyện khá là buồn, và đến bản thân mình cũng rất là buồn, và không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người cũng sẽ đều như vậy. Thì sắp tới mình sẽ chuyển đi chỗ khác và mình không còn là ở đây nữa. Và thực sự riêng bản thân mình thực sự rất nhớ nơi này. Và bởi vì ở đây có rất là nhiều kỷ niệm của tất cả thành viên Hero Team, và cũng có rất nhiều người khác nữa. Và mình chỉ muốn nói là tạm biệt. Bye. Tạm biệt nơi đã gì ta gắn bó với mình cũng gần hơn một năm rồi. Và bây giờ mình phải chia tay nó các bạn ạ. Thực sự làm clip này mình cũng không được vui cho lắm, nhưng mà ok các bạn, buồn thế là đủ rồi. Ok thì sắp tới, nói chung là hiện tại bây giờ mình không biết nữa, nhưng mà mình muốn thông báo với bạn một điều rất quan trọng, đó chính là sắp tới khoảng 5-6 ngày hoặc 7 ngày hoặc thậm chí là hơn nữa thì mình sẽ off YouTube. Và sắp tới nếu các bạn không thấy mình đăng video là bởi vì mình off để mình chuyển nhà. Không chỉ là riêng mình mà có tất cả thành viên Hero Team và cùng chuyển nhà nữa. Nên mình xin lỗi đoạn đầu hơi khiến các bạn hơi sốc. Không phải là một mình chuyển nhà mà tất cả mọi người đều chuyển nhà. Và đây, hiện tại là các bạn thấy có rất là nhiều thùng xốp ở đây. Thì hiện tại bây giờ mình phải sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi chỗ khác, và là chuyển đi nhà mới luôn nha các bạn ơi. Trời đất ơi, và mình cũng không biết nhà mới của mình như nào nữa. Nên các bạn cũng đừng quên theo dõi hết video này để xem trong quá trình Sim chuyển nhà Sim sẽ làm gì nha mọi người. Còn bây giờ dọn phòng thôi. Let's go. Đã tới lúc tạm biệt căn phòng thân quen rồi. Tạm biệt căn phòng nhất định. Ta sẽ rất nhớ ngươi đó căn phòng à. Trời ơi, tạm biệt nha. Và ok, tạm biệt gian hàng siêu cute của tôi. Trời ơi, gấu bông, mô hình phất rơ của tôi. Bé Mưa à, chúng ta chuẩn bị chuyển sang nhà mới đó. Nhất định chị sẽ nhớ nơi này cho mà coi. Thôi, và chắc chắn mình phải dọn hết cái đống đồ của mình nữa các bạn ạ. Trời đất ơi, nhìn vậy thôi chứ hơi bị nhiều luôn nha. Nút bạc à, đã tới lúc chúng ta phải đi nhà mới rồi. Ok bạn ơi, đã tới lúc chuyển nhà rồi. Xếp đồ thôi, let's go. Ok các bạn, thì thứ mà chọn đầu tiên đó chính là đống gỡ bông cinnamon của mình. Đấy, ok, đầu tiên phải chuẩn bị cho mình một cái thùng xốp siêu to khổng lồ đã. Rồi xếp ở đây nè. Đó, ok. Rồi xếp vô, rồi để xuống. Rồi cẩn thận. Đó, bầm, đấy. Ok, bây giờ mình sẽ nhét hết tất cả các gấu bông cinnamon của mình vào một cái hộp. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao là phải quy một hộp, bởi vì gấu bông cinnamon của mình rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Đó, tay mình lia lìa vậy thôi chứ thực ra cũng có rất nhiều gấu bông nữa, nằm sau cái lớp gấu bông to đấy. Còn rất nhiều, đấy, tôi quăng quá trời nãy chừng mà chưa hết luôn các bạn. Trời ơi, thiệt tình á, thích cinnamon chi mua nguyên một núi luôn các bạn ơi. Nhưng mà thôi, tôi thích là được. Rồi đây, đại gia đình cinnamon đã nằm trong đây. Các bạn nghĩ như này là hết rồi sao? Chưa nha, cái này mới demo thôi. Còn hai cục to đùng nữa đó. Còn bé hai bé cinnamon to đùng này nữa đó. Rồi xin lỗi nha mấy bạn nhỏ nha, tụi tôi phải để bạn bởi vì tôi to quá. Rồi đại gia đình cinnamon xin tạm biệt tại đây, bye. Và thứ mình dọn tiếp theo đó như là cái kệ. Trời ơi, mình tưởng nhìn cái kệ này thôi dọn cũng nhanh, ai ngờ dọn lâu không tưởng nha các bạn. Nhìn to vậy thôi chứ dọn cũng mệt á. Rồi bé rút bạn đi xuống luôn nha. Thì bởi vì cái chỗ đó rất là cao nên mình phải bắt ghế và mình phải leo lên đây để lấy hết mấy cái hộp xuống. Trời ơi, thôi nhưng mà cũng dọn hết rồi. Flexing xíu nha. Nếu các bạn hỏi mèo Simi có bao nhiêu cái túi thì đây. Trời ơi, tao nói nó nhiều gần chết à. Và đó là lý do đôi lúc các bạn thấy Sim mang mỗi bộ đồ sẽ là mỗi cặp khác nhau, bởi vì nó rất là nhiều. Mình có cả một đống mũ luôn nha mọi người. Đấy, một đống luôn nha các bạn. Và mình cũng chưa mang hết nữa. Nhưng mà thôi, nhân dịp chuyện nhà mình sẽ cho các bạn biết mình có bao nhiêu cái mũ. Mũ bánh mì đen siêu cute, hip hop never die. Tôi là cinnamon, còn tôi là gấu tuyết biết quậy. Tôi là hamburger, còn tôi là cinnamon nhưng biết vẫy tay. Hả?
Hỏi, hả? Còn tôi là một con khường. Tôi là gấu tuyết. Và còn rất nhiều mũ khác nữa mình chưa thể review được bởi vì nó quá nhiều. Voila, và ta hiện tại thì mình đã dọn gần hết rồi nè mọi người. Đây các bạn thấy thùng xốp, bịch nhựa, bịch ni lông đấy và các hộp khác. Nói chung là mình thấy cái bọc nó cũng vang vang lại ở đó bởi vì là nó đang rất là trống mọi người ạ. Ok các bạn, mình nghĩ chắc là mình sẽ đi đâu đấy. Coi như đây là chuyến đi cuối cùng của mình cho 5 ngày sắp tới. Vì 5 ngày sắp tới mình sẽ không có ra nhiều video cho lắm. Đấy, nên ok chúng ta sẽ đi cùng đi gọi là những nơi cuối cùng tại chỗ này nha mọi người. Mình sắp rời khỏi đây rồi các bạn ơi. Ok, đi thôi, dọn dẹp xong rồi. Vì đây là ngày cuối cùng tại ngôi nhà này, thế là mình quyết định rủ hội chị em đi chơi. Đấy, và bằng một cách thần kỳ đấy, ba tụi mình mặc một bộ đồ y chang nhau, đó chính là áo bơ. Và cái này tụi mình không hề hẹn trước nha. Mà tự nhiên ba đứa gặp nhau là ba đứa mặc ba cái áo bơ luôn các bạn. Trời ơi, cái gì mà chị em tâm linh dữ vậy. Thì ok các bạn, bây giờ mình cùng hội chị em sẽ đi siêu thị vào đây. Chứ thôi mọi người, khoảng khắc vô chi của hội chị em. Tớ ghép cái nhạc gì cho dễ thương xíu nha. Rồi, ok, trước hết phải làm gì chứ, phải ăn cái đã đó. Nói chung là vào siêu thị thấy hơi đói bụng rồi đó. Ok, bây giờ chị em phải ăn xíu thôi. Để lát nữa chị em mình còn giữ bụng đi chơi. Đó, thì cạnh này là hội chị em đang ăn cơm gà đó mọi người. Nó rất là ngon lành luôn nha. Và sau khi ăn cơm gà xong rồi đây, Chiron đã xuất hiện nha mọi người. Đó, thì trong cuộc đi chơi cuối cùng này thì cũng có Chiron nha mọi người. Ok, thì đoạn này tụi mình đang định đi tới, đi mua đồ mua sắm mọi người. Và tụi mình bỗng dưng gặp được hai bé fan siêu cute luôn các bạn ơi. Trời ơi, hai mấy vừa lịch sự vừa dễ thương quá trời. Đó, ok, đập tay này, đập tay. Chào, fighting. Và đây, ta-da-da-da-da. Trời ơi, vào cửa hàng này đập mắt vào tôi đó chính là hai bé mô hình cinnamon siêu cute mọi người. Trời ơi, tôi nhìn là tôi muốn bế hết cái đống này về nhà luôn các bạn. Nhưng không được, cái chỉ là mẫu trưng bày thôi. Và không chỉ cinnamon mà còn rất nhiều mô hình khác cute nữa. Đây, mô hình bé lợn nè. Thì đoạn này thì mình đang đi một hồi thì mình thấy ở đây có mô hình của Melody và Kurumi. Đấy, thì mình đang suy nghĩ hay là bây giờ mình mua hai cái hộp gọi là Melody và Kurumi, lỡ gacha ra cái con gì mình thích sao. Đó, và thế là mình đã quyết định mua hai hộp luôn. Không biết là mình có may mắn không, nhưng mà thôi cứ mua đi, ngày cuối cùng ở đây mà, thì thôi xả tiền xíu chứ đúng không. Rồi ok, chốt mua hai bé này. Ok, không hối hận. Rồi ok, tính tiền thôi. Ok, cái gì nữa đây? Trời ơi, cái gì vậy trời? Đập vô mắt tôi lại là những bạn gấu bông siêu cute là sao vậy? Trời ơi, đừng để tôi tốn tiền nữa. Làm ơn đừng để tôi gặp mấy bé này được không? Trời ơi, tôi mà gặp mấy bé này là tôi nhất định phải mua đó các bạn. Các bạn nhìn nè. Trời ơi, gấu bông gì cũng cute. Tại sao cái bánh nó cũng cute vậy? Trời ơi, các bạn nhìn nè. Trời ơi, chết tôi. Và đây, và giới thiệu các bạn thế giới gấu bông siêu cute. Đây là một cục nấm quay quay quay. Trời ơi, dễ thương dữ ta. Và ở bên cạnh mấy bé nấm thì có gọi là một cái gấu bông bánh kem mọi người. Đó, nhăn. Trời, tính ra bé này cũng giống gọi là bé gấu dâu video hôm bữa mình mới làm mọi người. Và đây, trời ơi, gấu hamburger. Trời ơi, nhìn dễ thương quá trời có đất luôn. Hay là sắp tới mình nên làm một gọi là nhân vật gọi là gấu hamburger không nhỉ? Nhìn bé này cũng dễ thương quá. Nhưng mà thôi xin lỗi bé, chị chỉ có thể nhìn em thôi, chứ chị nãy chị mua hết tiền rồi. Thôi, hẹn kiếp sau gặp. À, hẹn lúc sau gặp. Ok các bạn, thì trong lúc mọi người đang ăn gà thì mình sẽ gacha cho mọi người vào đây. Đây là tổng hợp những món quà cây tặng mình. Một cái bánh hamburger gấu mọi người. So cute. Ok. Và cái thứ hai đó chính là một cái gậy vô chi mọi người. Cái gậy này mà có thể dùng để đánh challenge mọi người. Đấy. Bong. Ok, và cái thứ ba và cũng là cái cuối cùng đó chính là một cái túi xách màu xanh. Dễ thương quá à. Các bạn nhìn nè. Đấy. Đó, nói chung là hiện tại là bố tụi mình đang quay không liên quan gì nhau hết trơn luôn á. Ok, nói chung là cạnh này Sim review và mở cái hộp ra và không biết mình nhận được con gì ta. Nè. Melody. Ủa khoan từ từ. Tại sao Melody lại cầm cái hộp điện thoại của cái gì ta? Cái con này ta. À, mình được cái này mọi người. Ok, rất là dễ thương. Ok, thì cạnh này mình đang lắp cái điện thoại cho Melody. Nhưng mình không hiểu sao mình lắp cái điện thoại này mất hơn 5 phút mọi người. Lắp nãy chưa vô luôn. Đó, nó sẽ như này nè.
Wow, ok. Bây giờ đã có Melody rồi thì ít nhất phải có Kuromi chứ đúng không? Có Melody mà không có Kuromi sao được. Ok, phát cuối cùng. Tôi cũng hơi sợ sợ mọi người, bởi vì hồi nãy chị nhân viên bảo á là cũng có thể bị trùng hộp mọi người. Trời ơi, cái gì mà trùng hộp là sao? Bây giờ có Melody rồi phải có Kuromi chứ, trùng hộp là tôi sợ đó, là xui đó. Ok, đừng có trùng nha. Kuromi. Yes. Khoan. Cái này là máy chơi điện tử. À, Melody nghe điện thoại. Kuromi chơi điện tử mọi người, đợi xíu nha. Giờ tôi mới để ý là mọi người hình như đang ăn ngon lành thì phải. Trong lúc mọi người đang ăn thì mình lại đi ăn bóc vừa kìa. Không liên quan nghỉ chơi á. Thật sự không liên quan luôn. Đâu, mình cũng muốn ăn nữa. Đâu, ngày cuối cùng mà. Và giới thiệu mọi người, cặp đôi bạn thân siêu cô te Kuromi và Melody. Ok bạn, đây sẽ là thứ cuối cùng, đó chính là unbox nhận của Disney. Hồi nãy là Sam được cái gì vậy? Từ em muốn khoe. Đâu rồi? Các bạn ơi, hồi nãy là Sam được một cái hộp nhận hơi bị dễ thương luôn á. Đây là cái nhận của Disney của Mickey dâu á mọi người. Rồi, dễ thương dạ. Mình cũng muốn có một cái. Ok, rồi. Em ơi, cho tôi cái gì đó cu te đi. Miễn cái gì cũng đừng, chứ phải cu te giúp tôi nha. Rồi bạn, rồi bạn coi trước. Cái gì vậy? Màu xanh, ủa sao hên vậy? Ủa, nó trùng hợp dữ vậy à? Mình cũng thích màu xanh á, nhưng mà mình không thích cái nhân vật này lắm mọi người. Sau khi thấy mình buồn bã và buồn sầu vì nhận được một cái chiếc nhẫn không được ưng ý cho lắm, thế là chị Sammy Đào của tôi đã quyết định tặng cho tôi chiếc hộp siêu cute đó. Trời ơi, chị tôi máy đỉnh 10 điểm đó bạn. Ok bạn, thì đoạn này thì mình chỉ việc ăn thôi đó. Nói chung là ngồi ăn và ngồi kể lại những câu chuyện cũ đó. Thì nói chung thì mình nghĩ chắc đây sẽ là video cuối cùng tại căn nhà này và cũng là tại nơi này mọi người. Bởi vì thực sự thì ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm của mình. Trong lúc mình quay video này, mình đi chơi này, hay làm tất cả mọi thứ hay là thử thách, thì mình đều có rất nhiều kỷ niệm về nơi này. Và thực sự mình cũng không ngờ là sẽ có một ngày mình phải rời khỏi nơi này. Và nha, nói chung thì dù sao thì mình chỉ muốn quay video này để lưu giữ lại những kỷ niệm mà mình đã từng ở đây. Và mình nói chung là mình xin lỗi mọi người, mình nói lắp phần xíu. Nhưng mà ok, sắp tới thì mình chỉ muốn thông báo nhỏ là mình sẽ chuyển nhà cùng với Hello Team. Thì mình hy vọng sắp tới các bạn cũng sẽ ủng hộ tụi mình. Và yeah, video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và hẹn gặp các bạn lại trong vòng 5 ngày tới. Và mình sẽ chụp ảnh đăng lên YouTube và Facebook. Các bạn nhớ xem nha, liệu trong 5 ngày đó Sim sẽ làm gì. Còn bây giờ, tạm biệt mọi người. Bye. Và tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Nhất định Sim sẽ rất nhớ ngôi nhà này. Tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn rất là nhiều.